chào về nha cả nhà. Chú Tuấn ra về. Chào chú Minh Tuấn nha. Chào chú Minh Tuấn. Chú Minh Tuấn tới biết xe ô tô Vũ Linh. Thì bây giờ chú về. Chú đi diễn xong là chú quay trở lại. Được rồi con. Dạ, trễ giờ chú ơi. Trễ giờ. Dạ, diễn sao chú? Ở quận 5. Dạ. Thành Tuấn tranh thủ thời gian bố. Chú đi xe gì tới chú? Có lên chú đặt xe. Rồi được rồi mấy con ha. Được rồi. Để cho chú đi rồi mọi người ơi. Chú đi tới bây giờ đi xô rồi diễn rồi lát rồi chú lên xuống quay trở lại. Rồi chào chú rồi chú đi xô diễn rồi lát rồi chú quay trở lại mọi người. Đây xe của chú Nguyễn Tuấn đây nè mọi người, lên xe nè. Chú Nguyễn Tuấn bây giờ lên xe chú đi nha cả nhà. Chú sức khỏe chứ? Nguyễn Tuấn đã ra về thì tụi em sẽ quay trở lại với cái lễ 49 ngày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì bây giờ là buổi tối rồi nha cô chú anh chị. Buổi tối rồi thì phía bên trong là khán giả đang viếng nghệ sĩ. Rất là đông khán giả ở đây đến viếng lễ 49 ngày. Khán giả là fan hâm mộ không á, fan hâm mộ chú. Thấy ở phía trong ngồi quá trời đông luôn, thấy không? Ở trong đặt hai bàn đó. Không biết bàn nào của mình ha. Bàn chắc là bàn lát cậu Thành dành cho tụi mình một bàn á. Phía ngoài chị Hồng Phượng cũng đang chia sẻ với lại một cái anh. Chị Hồng Phượng đang chia sẻ, đang nói chuyện gì với một anh nè mọi người ơi. Hồi nãy anh đó anh cũng đi siêu xe đến á. Đúng rồi. Anh màu trắng á. Chắc đây là một người anh hay là một người bạn của nghệ sĩ Hồng Phượng đó. Nhưng mà mình không biết tên thì mình cũng không có gọi chính xác. Mong là mọi người mình có gọi sai thì mọi người cũng thông cảm cho mình. Đang đốt nhang để cho tất cả cô chú anh chị khán giả tới để thắp nhang cho chú. Chị Nga ở trong lấy đèn tí nhang rồi đó. Chị Nga là đứng mồi châm nhang để cho khán giả viếng á. Thì mỗi khán giả là một miếng nhang, hai nén, một nén là cắm trên bàn thờ Phật. Thờ Phật, một nén là cắm trên bàn thờ của chú. Ở phía bên ngoài là Hưng Trần nhận thấy là rất là làm tất cả bàn tiền ở phía trong xong hết rồi mọi người ơi. Đợi cô chú. Ê, cũng có người đang ăn kìa. Ôi ôi, là mấy cái anh mà canh hồi sáng, mấy anh được ăn trước mà ơi. Trời ơi. Ôi ôi, quay mình cũng quay sáng giờ mà. Sáng quay giờ, vậy là mấy anh canh mà gì đó ăn trước. Ở bên Phan Việt ăn trước nha mọi người. Ơi cậu Thành quát vô kìa anh. Cậu Thành. Tụi con. Cậu Thành quát vô kìa. Phan Việt ăn trước ha. Cậu Thành quát mình vô hay sao á anh không? Khoan để từ từ coi. Đừng có hấp tấp, bình tĩnh đi. Thế nào cũng được hả? Cũng được ăn hả? Ủa chứ sao? Cậu đã nói trên clip rồi mà. Cậu uy tín đó, cậu là nhất. Chắc cậu đang bận việc, tại cậu cũng chưa ăn mà. Đúng rồi. Cậu làm nãy giờ luôn. Hình như là thấy cô Kim Tho cũng lại nè kìa mọi người. Đó, cô Kim Tho đó đang đứng cái sát bên cầu Thành á. Ở cầu Thành có đầu qua mà về rồi. Vũ Lân về rồi. Bây giờ mọi người ra ăn rồi kìa. Mọi người đều ra bàn tiệc hết rồi. Rồi bắt đầu vô ăn rồi mọi người ơi. Rồi sau khi quay anh em mình cũng vô ăn ha. Phục vụ cho khán giả trước đó đi. Dạ.
giờ quay phục vụ cho khán giả xong cái clip thì tụi mình cũng vào ăn luôn. Ngồi đồng ha. Đồng ha. Ở phía trong là tháp nhà nè, biến rất là đông nha mọi người. Vũ Lương còn đó không? À, các anh, Vũ Lương về rồi. Đó, anh cô cũng ra rồi để tiếp khách ra mọi người, đón khách. Bây giờ còn dùng nữa. Cậu Thành đang ngó anh em mình á. Anh đang đếm YouTube á. Đếm tất cả YouTube là sẽ được ngồi vô bàn hết. Đang xếp biết bàn nào để cho YouTube nè, bàn này quá. Ở bảy. Bàn này là người thân. Người thân là những người. Ở bưng ra đó kìa, bưng qua kìa. Rồi cái anh em mình là chỉ có bàn ở ngoài về thôi. Có nhung ra nữa kìa. Để có hồng lan thôi kìa. Cô Hồng Lung đang điện cho ai á? À, chắc hiện mời khách lại tiệc chứ yếu chi ơn á. Rồi, bắt đầu dọn món lên là thấy nhiều món là tôm đồ rất là ngon nha mọi người. Tôm đồ là hình như là tới 5-6 món nè. Món đầu tiên là thấy tôm bóp gỏi gì á, cổ hủ dừa rất là ngon. Cậu ơi, giờ cậu có nhớ tụi con không cậu? Cậu quên mình rồi không anh? Không, cậu chỉ nhớ tốt lắm, không giờ cậu quên đâu. Nhắc cậu đi à, để lát rồi cậu ngó qua đây cái Hương Trần sẽ nhắc ha. Ở phía bên ngoài chị Hồng Phượng đang cảm ơn chị ơn á mọi người. Cậu Thành đang rất là bận luôn này, tiếp khách sắp xếp chỗ ngồi. Hồng Phượng á. Chú Tiểu Linh cũng đến nha, con Kim Tho cũng đến mọi người. Qua đường giùm mấy anh ơi, chạy xe rồi nè, qua đường giùm đi. Qua đường giùm đi mấy anh ơi, chạy xe mà mấy anh cứ vậy hoài sao? Rồi em đứng sát luôn á anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua đường giùm đi, kẹt xe mọi người ơi. Qua đường, qua đường, qua đường.